cuối cùng đi về phía vị trí của người đó như thể bị quỷ ám, đồng nghiệp kết muốn kéo anh lại nhưng cô tìm thấy vô số bào tử ký sinh trên đường đi. Và những bào tử này dường như có linh tính và tất cả chúng đều tập trung trên bụng bầu của cô. Lúc kết không biết làm sao, Rose cũng vội vàng chạy tới lại bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, vì tránh cho kết bị bào tử ký sinh, vội vàng mang cô rời đi trước. Hai giờ cũng tỏ vẻ lo lắng cho kết, đột nhiên nhìn hai giờ thấy trên mặt biển một tia sáng, mọi người cho rằng đó là đội cứu hộ đến cứu bọn họ. Rose nhìn thấy, vội vàng thông tri mọi người chuẩn bị sơ tán. Nhưng khi con tàu đến gần, mọi người đều thất vọng, bởi vì con tàu này không phải là con tàu cứu hộ mà là con tàu chạy trốn khỏi khu C, nhưng nếu đối phương đã đến, họ chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận nó. Đảm bảo an toàn, Rose đề xuất trước thử nghiệm máu của những người sống sót, không ngờ người đàn ông to béo trước mặt lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp lấy ra thẻ công tác ghi mình là lãnh đạo của tổng bộ, anh ta muốn lập tức đến phòng điều khiển ở đây. Lúc này Rose chỉ có thể để anh ta vào. Họ không biết rằng bên kia sẽ mang đến cho họ rắc rối lớn. Phòng điều khiển, Rose đã cố gắng tìm hiểu lai lịch của David và hỏi anh ta tại sao lại ở khu C. Anh ta không biết nguyên nhân của thảm họa nhưng lại hỏi cô với vẻ cảnh giác. Sau khi David biết cô không có bất kỳ manh mối chính xác nào, anh ta đã chơi trò của quyền lực và yêu cầu cô gọi cho quản lý. Rose ch